Xin chào cả nhà mình nha. Cả nhà ơi, với những nguyên liệu trên bếp như thế này, cả nhà đoán là Thị sẽ làm món gì nè? Ta-da, Thị sẽ làm một món gọi là cơm cuộn hay gọi là kimbap. Và rau ở đây thì chuẩn bị là đậu que với cà rốt nè. Mình đã mua cái lá nè, cuốn nè, tôm mình cũng đã làm bên đây. Rồi một cái món cuối cùng đó là trứng. Và hôm nay trứng của Thủy có một cái thành phần cực kỳ đặc biệt, cực kỳ thơm ngon và bổ dưỡng. Trứng Thủy đập sẵn rồi, đó chính là protein blend đây đó. Rồi bây giờ là Thủy phải làm thôi, chuẩn bị làm và ăn thế nào với ta cả nhà. Lát nữa Thủy sẽ nói tiếp nè. Ở protein đã pha với nước vô trong trứng này mình bỏ một chút xíu nước mắm thôi cho có vị chút xíu nha, rồi quánh lên và chiên nha. Món trứng chiên protein blend của mình chiên xong rồi này cả nhà, và bây giờ là bắt đầu chuẩn bị công đoạn cuốn mà thôi. Nguyên liệu xong hết rồi, lá kim, lá đông biển nè, cơm nấu sẵn rồi, rau, trứng chiên protein blend và một ít tôm. Bên đây mình cũng chờ có làm sẵn nước sốt luôn, lát nữa mình cắt ra cái nước sốt và cái sốt mayonnaise nữa. Rồi bây giờ làm thôi cả nhà ơi. Xong thành phẩm của mình rồi nè, kim báp với trứng chiên protein blend nha. Đó, phía trên là những cái phần dư, phần phù, phần không có đẹp, và đây là phần thành phẩm chính. Đẹp chưa thì chưa biết như thế nào, nhưng mà coi kệ đó. Rồi mời cả nhà.